cả nhà mình cả nhà ơi. Chào cả nhà. Cha vui làm mồi đặt lợp nữa cả nhà ơi. Cũng lại là 5 cái lợp này cả nhà. Mồi đi đặt lợp cua. Cá lâu kiến cả nhà. Hôm nay không có đi chợ được, không mua cá biển cả nhà. Giăng lưới dính cá lâu kiến đặt luôn. Dũng thì hôm nay vô bắt cua cũng nhiều lắm rồi đó cả nhà. Hôm nay mình bắt mấy ký vậy hả ba? Cả chục ký rồi, dám gần cả chục ký rồi đó. Dũng đó đó. Này không mua không bán được chứ bán được cũng kiếm được cái đinh tiện Dũng đó hả bà ha. Bán 100.000 ký đó cả nhà, ở đây 100.000 ký đó. Cho người ta bán à, vô đặt vậy vô cho không cả nhà ăn cho vòng vòng ở đây. Ơi đầu clip chú chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn nha cả nhà ơi. Chúc cả thế giới mình nhanh nhanh qua dịch luôn cả nhà ơi. Ta cho đồ mình nhiều quá rồi. Vô ở đây nhờ cái sớm hiện đây ai cũng thương. Sinh này hay cái nhà đặt cái biển này nhảy nhất rồi cả nhà. Khúc đằng này có bộ ít cua khúc đằng kia ba ha. Khúc này đặt không thấy gần nào vô nhiều. Thôi vô cũng góp cam rồi cả nhà ơi. Ngồi đi đặt cái sáng cái đi thăm cái vô quay cả nhà mình xem nha cả nhà. 5 cái lời cả nhà ơi. Sáng vô dở được hơn 2 ký không ba? Đáng làm hơn 2 ký cua đó cả nhà. Cả nhà ơi. Đẹp hai cho con đi thôi. Lờ cả nhà ơi. Vô không ba? Nước sâu gì cho nó cạn. Thông thôi còn sớm trời còn hơi tối nha cả nhà. Ngoài này chỉ toàn là cua trận, không thấy dính con gì khác đó gì. Cua. Hả?
không thấy dính con gì khác ngoài con cua. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Ôi, cái này nó dính ngô thôi rồi. Không tưởng tượng cả nhà ơi. Rồi cái nhà ơi. Nó qua khỏi. Cái này trúng hơn mỗi bữa nữa cả nhà ơi, cái này dính. Thì mê đi. Rồi đi về chọn cái YouTube ra cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Quá trời luôn, dính thấy ham quá cả nhà. Ê cả nhà ơi, đổ ra cho cả nhà mình xem nha. Dính quá trời dính này. Ô trời, cái cuối cùng luôn này cả nhà. Nhìn nè, nó lát lên. Ôi, nó cắn cái gì cái cốc cốc vậy? Nhà nhìn nè, hết có biết rồi. Con mới nghe nó kẹp cốc 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 rồi, chắc có gách lửa quá hả bà. Chăn lớn dữ lắm. Ôi, nó nhìn nó chín rồi nè nha. Yên thui luôn. Đặc biệt đúng rồi, một cái một nữa nè. À, một cái một mà dính bao nhiêu rồi nè. Sao toàn là cua đực không vậy, một cái đâu. Hai cái hai cái dính cái này cả nhà. Cô bự không ôi, cầm cầm không cả nhà ơi. Này qua giá lại chứ không giá được cái này. Nó kẹp gách te thua hết trơn cả nhà. Cái này cũng đi hết. Cua mà nó kẹp gách lỡ chứ. Ba cái rồi nha, đống rồi nha. Tôi lưỡi ra mà hồi nãy nghe đổ cái gì vậy? Bởi, cái này có lấy. Có lấy hả? Ừ. Vậy chứ không lẽ thua hoài trời. Bự không à? Ừ, bự không á, cua sạch sẽ không á. Dạ. Sáng sớm mừng liệt về sớm vậy không thầy? Để ra tâm thể dục rồi về, cũng quậy ngồi uống đi ha. Còn con kìa. Thằng nó dính ra nè. Bữa nay ngon. Dạ. Nè, cua đực không à? Năm cái là dính bao nhiêu cua đây nè. Cua bự không? Cái này có 2 kg à. Bự không cả nhà ơi. Cua này sao cua sạch không nè. Dạ, cho nó hả? Ơi, vui cũng kết thúc clip luôn cả nhà ơi. Nó chào nhà cái ba. Hôm nay nó giận hoài. Nó giận hoài thì bán cho nó. Bán chắc gì cho nó bán gì. Rồi vui kết thúc clip luôn cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của vui nha. Cả nhà cho vui xin một like, một đăng ký để có động lực ra những video mới nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha. Chào cả nhà, má mi. Má mi.